Kính chào các bạn đã đến với video hướng dẫn cách chơi deck Galadrom Warrior của tôi lần này. Galadrom Warrior là một trong những deck có phong cách đánh rất thú vị, bởi vì con Galadrom này cũng là một trong những con có hero power thú vị nhất, đó chính là gain 3 dam this turn. Mục tiêu là gì? Tiêu của ba đam các bạn cũng đã biết rồi, là để tấn công khuôn mặt đáng thương của đối thủ và đồng thời là đưa chúng ta gần hơn đến chiến thắng. Đối với phong cách đánh của đối thủ thì tôi vẫn chưa biết là đối thủ đánh chơi theo kiểu style gì, cho nên tôi cũng dè chừng và tôi không có xài cái spell Awaken sớm, tôi để dành nó ở trong những turn sau. Mà nhìn theo phong cách draw bài của đối phương, tôi đoán rằng là thanh niên này đang chơi một deck gọi là Henlock. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi chỉ đúng một nửa, bởi vì đây chỉ là một phong cách Dragon Henlock. Tôi hoàn toàn có thể hoàn thành sớm con Galadrom. Ôi, tôi không nên hoàn thành sớm Galadrom rồi. Dùng con này để chơi vẫn tốt hơn. 6 đam quá tuyệt vời luôn các bạn. Tôi nghĩ là tôi nên draw sớm một con Ziliac để tôi tạo cơ hội cho Galadrom được lên hen sớm, thì còn 21 lá. Rồi, lại một con này nữa. Rồi chúng ta phải tranh thủ tấn công vào khuôn mặt của đối thủ sớm. Càng sớm càng tốt. Khi mà các bạn đánh deck Galadrom Warrior này, chúng ta không chừa mọi phong cách, cứ đấm vào mặt thật là nhanh, kết thúc trận đấu thật là sớm. What the fuck man? Oh, vãi nồi. Bây giờ mà pro thì hơi sớm. Tôi nghĩ là con 1-2 của tôi cũng sẽ chiến thắng trước sự gian tà của đối thủ thôi. À không, không phải là con 1-2 mà là con 2-2. Không lý do gì để tôi chơi con 2-2 của đối thủ cả. Nếu như mình là chơi một deck chơi Evolve Shaman thì tôi còn lo, chứ mà nó chơi cái này thì không lý do gì mà tôi phải chơi con 2-2 của đối thủ. What the fuck is this? Wow. Oh my god, man. Chơi cả con này nữa thì kinh phết. Kinh đấy, nhà mình có con này rồi. Winfury. Russ. No More Zeraku. Đây là một con legend mới của Warlock. Con này trông khá thú vị, nhưng mà nó siêu lay các bạn ạ. Lay quá thì cũng không tốt. Là nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa lên. Tôi nghĩ là chúng ta phải dứt điểm đối thủ nhanh thôi. Không dứt điểm nhanh là lay game nó biến hình, nó hồi máu thì cực kỳ kinh dị. Chúng ta hơi tiếc là chúng ta chưa có đủ tool để chúng ta draw bài ở tên này. Ôi vãi. À, được giảm cốt bởi con Kindle Rus à. Hay đấy. Hay phết.
Giờ thì chúng ta chỉ trực chờ là con Galaxy ROM của chúng ta lên hen để thay đổi định mệnh thôi các bạn ạ. Bây giờ lâu quá. Vẫn còn 16 cạch nữa mà Galaxy ROM của chúng ta nó chôn tới tận đáy đất thì lấy đâu ra mà. Ôi trời ơi. Kinh thế. Ma ơi, phong cách à, cục xúc này kinh quá thì làm sao đây? Tôi bắt buộc tôi phải xài lá này rồi. Tuần sau thì hoàn toàn là tôi có thể xài cái siêu block rồi sau đó tôi xài con mummy. Nếu các bạn nào mà có con Epic Rush mà đẻ ra hai copy nó như Invoke Twice thì các bạn nên thay thế cho những cái card trong deck này. Ôi hồi ác á, hồi máu à. Hanlock này hay đấy. Sâu sao sắp phở cái quần què. Ôi, đấy, for the watch it đấy. Phải thôi. Ơi, chán quá. Galak Ron đâu mà 13 cạch rồi, hơn cả nửa deck mà Galak Ron trả lên thì tôi nghĩ rằng là hơi tù. Kinh phết. Đấy. Nghĩa là chúng ta nên chơi con 5 5 thay vì là chơi hai con 4 2 với 3 3. Tại vì vì đối thủ bắt buộc là đối thủ phải chơi rồi, phải silence con kia để chơi hoặc là xài con Sunfury Protector. Nếu không là không chơi được. Đối thủ bốc bài làm gì đây? Ôi Azure à. Lại tao nữa, tao về tao mãi. Bò, bây giờ để chúng ta biến thành Galadron phiên bản final đi. Ôi ba con này, ôi ngon vãi, ngon phết. Chúng ta hoàn toàn tên sau chúng ta có thể lethal. Không lethal bằng cách này thì chúng ta lethal bằng cách khác. Không lethal tên này thì chúng ta lethal tên khác. Rất là dễ dàng. Các bạn chơi deck này thì các bạn rất tự tin là các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được sân của mình. Và tôi rất là ít gặp Galak Rong Saman. Có gặp nhưng mà gặp một lần nhưng mà trận đó tôi thắng bởi vì tôi dứt điểm quá nhanh so với đối thủ. Không cho hắn cơ hội để mà đặt kèo. Nhắm thẳng vào mặt mà đánh thôi. Còn trừ đối thủ mà có con tau ra thì đối thủ chúng ta cứ tấn công. Đối thủ làm gì đây? Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Video lần sau của tôi đang hướng đến việc tạo deck Bad Luck Breeze là một trong những deck có độ chôn rất hấp dẫn ở trong Hearthstone 2 hiện tại. Và nếu rảnh thì tôi cũng sẽ chơi một vài ván game đấu sàn xong rồi tôi up lên video cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu các bạn thích video thì xin hãy để lại một like ở trên kênh YouTube của chúng tôi thì chúng tôi sẽ và đưa ra những thêm những ý kiến thì chúng tôi sẽ thu thập và tạo ra những deck phù hợp với yêu cầu của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Chúc các bạn có một tuần làm việc tràn đầy sức khỏe và may mắn.